Hoát bão thanh trừng, Thủ tướng tự ve vuốt chính mình. Vào ngày 29 tháng 10, tờ báo Việt Nam Express có bài viết Thủ tướng Việt Nam đã làm được những điều tưởng như không thể. Bài báo này ca ngợi công lao của ông Phạm Minh Chính trong công tác chống dịch với lời lẽ có cánh tung hô lên tận mây xanh. Trong đó, bài báo có nhắc đến lời ông Phạm Minh Chính tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống COVID-19 tổ chức vào sáng ngày 29 tháng 10 vừa qua. Ông Chính nói rằng Việt Nam trở thành một trong những nước đi sau nhưng về trước trong phòng chống dịch. Việt Á là câu trả lời cho sự thành công hay thất bại trong công tác chống đại dịch của ông Thủ tướng này. Khả năng chống dịch Covid thế nào thì không cần phải tung hô nữa, kết quả đã bày ra tất cả. Đó là con số trên 40.000 người chết. Nếu chính phủ đã nỗ lực hết sức, làm tốt nhất có thể thì người dân có thể thông cảm. Nhưng trong hơn 40.000 cái chết đấy, có phần không nhỏ liên quan đến việc chính quyền cấu kết với gian thương để mà trục lợi trên thân thể người dân. Họ tung chiến dịch với bề ngoài thì chống bệnh, nhưng thực chất là quan chức và gian thương kiếm trác ngàn tỷ. Vụ án Việt Á là vụ án chuyến bay giải cứu nói lên tất cả. Ở vai trò là người đứng đầu của chính phủ và là trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid, nhưng ông Phạm Minh Chính đã để cho thuộc cấp của ông là ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ dính chạm, thì xem như ông đã thất bại trong vai trò là trưởng ban. Chưa có quốc gia nào mà chính quyền từ trung ương đến tận địa phương lại câu kết với nhau để mà trục lợi trên thân xác người dân đến như thế, khi họ đang rất khốn khó vì phải đối mặt với dịch bệnh như ở Việt Nam. Hậu Covid-19 là những cuộc loại bỏ nhau trên vũ đài chính trị, bởi chống tham nhũng chỉ là công cụ mà lâu nay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn dùng để thanh trừng nội bộ. Hàng loạt nhân vật bên chính phủ và tại các chính quyền địa phương thì bị tống vào tù. Cuộc thanh trừng này lớn đến mức hai ủy viên Bộ Chính trị đã phải ngã ngựa. Đâu chỉ Việt Á mà còn có các vụ chuyến bay giải cứu khác nữa. Giai đoạn từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 là lúc ông Nguyễn Phú Trọng ra tay mạnh nhất, khiến ông Nguyễn Xuân Phúc đã ngã ngựa bởi sai phạm của ông khi còn là Thủ tướng Chính phủ. Được biết, chiến dịch chống Covid trải qua hai đời Thủ tướng là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Phạm Minh Chính ngày nay. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc có sai phạm liên quan đến Covid thì ông Phạm Minh Chính cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm liên quan. Vậy thì tại sao ông Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa, còn ông Phạm Minh Chính thì vẫn vững vàng? Thật ra ông Nguyễn Phú Trọng chưa thể quật ngã được Phạm Minh Chính, bởi thế và lực của ông Phạm Minh Chính mạnh hơn Nguyễn Xuân Phúc. Từ ông trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid, chỉ đạo phòng chống dịch thất bại mà lại phát biểu tự vuốt ve chính mình, rồi báo chí nhà nước lại xuống vào đưa tin rầm rộ, thì điều này cho thấy sức khỏe chính trị của ông Phạm Minh Chính hiện nay khá tốt. Những người đang trong tình trạng sức khỏe chính trị không tốt thì không bao giờ báo chí dám dẫn lời tung hô đến như thế. Bởi tờ báo nào dám trái ý với chỉ đạo bên trên thì tờ báo đó có thể bị chảm bất cứ lúc nào. Thoát bão thanh trừng, ông Thủ tướng bắt đầu tự khen chính mình. Hiện nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã kết thúc. Kết quả là phe ông Tô Lâm vẫn không thể làm gì được, bởi vì bà Nhàn vẫn bật âm vô tín, mà một khi bà Nhàn có được nơi ẩn náu an toàn, thì dù cho ông Nguyễn Phú Trọng có cố cỡ nào đi chăng nữa, cũng khó mà làm được gì ông Thủ tướng đương nhiệm. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn an toàn thì đồng nghĩa với việc sức khỏe chính trị của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn còn tốt. Với việc chính quyền Đức bất hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam trong yêu cầu dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thì ông Phạm Minh Chính vẫn an tâm, kê cao gối mà ngủ ngon, không cần phải lo sợ điều gì. Có thể nói, bão thanh trừng đã tạm lắng với Phạm Minh Chính, chỉ khi cơn bão đã đi qua thì con chim mới ung dung mà hót líu lo. Và thực tế, ông Phạm Minh Chính đang hót về thứ thành tích chống dịch giả tạo của chính mình.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay với bản tin Thoát bão thành chừng, Thủ tướng tự ve vuốt chính mình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Tô Dần để sổng cá gọc. Ngài Bộ trưởng thừa bạo lực nhưng thiếu tính toán. Thời Tô Lâm nắm quyền Bộ Công an cũng là thời mà những nhân vật cộm cán sổng chuồng trốn ra nước ngoài nhiều nhất. Những trường hợp có thể kể ra như ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, Vũ Đình Duy, cựu Tổng Giám đốc, PVTech Đình Vũ, Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, Bùi Quang Huy, cựu Giám đốc Nhật Cường Mobile, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch IEC, v.v. Việc có nhiều người trốn ra nước ngoài trước khi có lệnh bắt, điều đó cho thấy công tác bảo mật thông tin điều tra tội phạm của ngành công an có vấn đề nghiêm trọng. Phải có người từ bên trong để lọt tin ra ngoài thì những người này mới biết mà cao chạy xa bay. Việc để con mồi trốn thoát, bắt lại sẽ rất khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần so với việc bắt giữ ngay lập tức, thậm chí là không thể. Ông Tô Lâm liên tục để sổng cá gọc. Việc để thông tin bị dò dỉ ra cho thấy Bộ Công an do ông Bộ trưởng Tô Lâm điều hành đang có vấn đề rất nghiêm trọng. Tại sao không bảo mật cho tốt mà lại để thông tin lộ ra ngoài rồi sau đó phải vất vả ra nước ngoài để mà bắt cóc? Từ đó dẫn đến hệ lụy rất nghiêm trọng là mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức cũng như với châu Âu, nhiều nước đã trở nên nhạt nhẽo, khiến cho nhiều doanh nghiệp hai bên rất vất vả trong việc kết nối kinh doanh. Để sổng ra rất nhiều cá gọc nhưng Tô Lâm đã bắt được bao nhiêu người? Chỉ mới bắt cóc được có Trịnh Xuân Thanh, Đỗ Văn Sơn, còn những người khác thì đều bặt vô âm tín. Thậm chí hành động bắt cóc của Tô Lâm đã tạo điều kiện để có thể tìm được nơi ẩn náu tốt và an toàn hơn cho người khác. Đó chính là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lợi dụng mối quan hệ sóng gió giữa Berlin và Hà Nội, đã ẩn nấp tại Đức, một nơi khá an toàn hiện nay. Làm Bộ trưởng Bộ Công an cần có sự tính toán hơn người. Nếu cần bảo mật thông tin điều tra thật tốt, cần có yếu tố bất ngờ khi chuẩn bị bắt giữ. Tuy nhiên, dưới bàn tay Tô Lâm thì dường như chẳng có bí mật nào giữ được cả. Mới đây, báo chí đã công khai đăng tin kêu gọi hai cựu chủ tịch hội đồng quản trị cùng 5 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB tự giác ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Lại là bài kêu gọi đầu thú như công an đã làm với trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Để sổng cá gọc Nguyễn Thị Thanh Nhàn giờ làm sao bắt lại được đây? Ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng Tô Lâm và có vẻ như ông Trọng hài lòng với ông bộ trưởng này, bởi chỉ có Tô Lâm mới dám tổ chức bắt cóc người ở châu Âu đưa về Hà Nội cho ông. Xem ra có vẻ đây là công lao lớn nhưng thực sự không phải vậy. Đây chỉ là hành động chuộc tội vì đã để cá gọc Trịnh Xuân Thanh sổng chuồng trước đó. Nếu không lỡ để con mồi sổng chuồng thì đâu phải vất vả đi bắt cóc người để rồi giữa Việt Nam và Đức gặp khủng hoảng ngoại giao trong nhiều năm liền như thế. Tính ra ông Tô Lâm đã phá nhiều hơn xây. Không biết ông Phú Trọng có nhận ra điều này hay không? Cũng không biết hai cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB có phải là người có khả năng nhìn thấu tính toán của ông Tô Lâm như Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay không? Nếu được như bà Nhàn thì e rằng không phải ông Tô Lâm vờn mồi mà có khi lại vờn ông Tô Lâm mất. Nếu là một bộ trưởng có năng lực thì không thể để sổng quá nhiều có gọc như thế. Là bộ trưởng có năng lực thì phải giải quyết vấn đề gọn gẽ mà không để lại hậu quả. Nhìn Tô Lâm thì ắt biết với người bất đồng chính kiến, ông ta tỏ ra rất hung hăng. Nhưng với quan tham hay doanh nghiệp làm ăn phi pháp, cần phải bắt thì ông ta lại để sổng. Rồi khi ông ta giải quyết hậu quả do chính ông ta gây ra, thì ông ta lại tiếp tục để lại những hậu quả khôn lường khác còn lớn hơn cả lần trước. Trường hợp bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức là một ví dụ. Tô Lâm đã phá nhiều hơn xây.
với năng lực như thế thì làm sao khiến cho quan tham chùn tay cho được? Làm sao cho những đại gia làm ăn bất chính có thể sợ? Họ dễ dàng khai thác thông tin mật từ lính của ông Tô Lâm để có thể tiên liệu tình huống xấu rồi bỏ trốn khi có cơ hội. Như vậy không thể khiến người ta sợ mà chùn tay cho được. Đảng Cộng sản Việt Nam có một ông Bộ trưởng Bộ Công an như Tô Lâm thì dễ dàng hỏng việc và dễ dàng mang tài, mang tiếng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Dừng để sổng cá gọc, ngài Bộ trưởng thừa bạo lực nhưng thiếu tính toán. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.